Vâng, xin mời mình chào anh em nhé. Hôm nay thì mình sẽ quay cho anh em hai cây Zippo, một cây là cây La Mã anh em nhé, một cây là cây đời xưa. Xưa nhưng mà nó cũng cách đây có mấy chục năm thôi, nó không không quá là xưa anh em nhé. Thì hai cây này đều là mới nguyên, chưa qua lửa. Thì bây giờ mình sẽ quay cây này trước cho anh em nhé. Cây này nó là hộp nhựa màu đen. Đấy, cái hộp thì rất là quen thuộc với những cái cây Zippo La Mã. Hầu như là những cái cây Zippo La Mã phải đến 90% là đựng trong cái hộp như thế này. Và sản phẩm đây anh em nhé, một chiếc Zippo có màu trắng bạc đấy, có gắn cái emblem. Thì bình thường một chiếc Zippo mà có gắn emblem thì cái chất liệu của emblem thì người ta cũng không công bố nó là bằng gì anh em nhé. Đôi khi mình chính bản thân mình cầm trên tay mình cũng không thể đoán được. Có hôm mà mình thấy cái emblem mà mình đoán nó là bằng bằng nhựa anh em nhé, đấy, mình đoán nó bằng nhựa, nhưng mà đến khi nào mình mài ra, mình lấy máy đánh bóng, mình đánh bóng ra thì mới phát hiện nó là bằng đồng. Đấy, cái này thì mình cũng không không rõ ràng chắc chắn là nó là bằng gì anh em nhé. Cái emblem này cũng có thể là bằng hợp kim, cũng có thể là bằng bằng nhựa cứng. Đấy, còn bằng đồng hay không thì mình không rõ anh em nhé, mình không chắc chắn nhưng mà mình không nói. Ok, thì sản phẩm này thì nó còn mới mới nguyên, hầu như cái độ mới của nó phải rơi đến 99, gần như 100% anh em nhé, chưa qua lửa, chưa qua sử dụng. Đây, bên trong của nó đây anh em nhé, buồng đốt còn rất là mới và sạch đây, và nó được sản xuất vào năm 1994, năm 67, 1997 anh em nhé, 97 tức là cách đây hai mấy năm rồi, 27 năm rồi anh em nhé, 27 năm mà còn mới như thế này rất là tuyệt vời luôn. Anh em mua cái này có thể để sưu tầm, sử dụng hoặc là làm quà tặng thì cũng rất là ok anh em nhé. Còn nếu mà sử dụng cái này thì cầm xăng đặc biệt tốt luôn, bởi vì là nó rất là kín, nó kín khít anh em nhé, bản lề nó cũng kín khít. Ok, thì bây giờ mình sẽ quay, mình giới thiệu từ mặt trước sang các cạnh bên anh em nhé. Đầu tiên là cái chủ đề của nó, thì trên đây thì anh em nhìn thấy chữ vodka rồi anh em nhé, Russia là Nga anh em nhé, cái này là rượu Nga, là một cái công ty vodka và đây là trụ sở của nó anh em nhé. Đấy, cái emblem này thì nó gắn vào, và nó gắn vào với cái độ dày của nó thì rơi vào tầm khoảng gần 2 ly anh em nhé. Và trên đây thì được được khắc nổi, tạo hình nổi anh em nhé. Đấy, cái logo của vodka nó như thế. Còn về cái chất liệu của sản phẩm này, này chất liệu của chiếc Zippo này thì nó bằng đồng, do nó mạ chrome. Mạ chrome và lớp chrome này thì đánh giá mặt trước mặt sau. Đấy, rất là kín khít luôn. Chốt của nó thì chốt rất là to này, kín khít. Chính vì vậy là nó bản lề nó chắc chắn anh em nhé. Và nó ít bị rơ lắc. Ngoài ra thì nó cầm xăng rất là lâu. Cạnh bên này thì đây, nó trơn anh em nhé, nó trơn, có hai mũi hàn thì cũng rất là tròn. Và hai mũi hàn này trong quá trình anh em sử dụng, nếu mà bị bong một trong hai mũi hàn thì shop mình sẽ bảo hành miễn phí cho anh em, nên là anh em yên tâm. Đấy, còn về mặt sau của nó thì trơn, không có họa tiết hoa văn gì cả anh em nhé. Đấy, trơn và nó không xước sát gì cả, còn rất là mới luôn. Ở bên cạnh trên thì nó cũng không có cấn móp hay cũng không có xước sát gì anh em nhé, độ mới gần như là hoàn hảo. Cạnh bụng này cũng thế, cũng không có xước sát gì luôn. Đi đến cái mộc đáy này, mình quay lại cho anh em một chút về mộc đáy nữa. Cái này là sản xuất năm 97, những nét chữ rất là rõ ràng anh em nhé. Hiện tại trên thị trường mình thấy có, đặc biệt là trên Facebook anh em nhé, mình thấy là nhiều nơi bán hàng fake Zippo La Mã anh em nhé, mà là hàng fake, giá tầm khoảng 500 cho đến 550 nghìn ấy, mà nó có màu đỏ anh em nhé, màu đỏ người ta bảo là copper ấy, đỏ copper, hàng La Mã 550 nghìn, thì mình cam đoan với anh em luôn là hàng fake anh em nhé, không bao giờ có chuyện Zippo La Mã mới, chưa qua lửa, chưa qua sử dụng mà 550 nghìn, họ thanh lý cho anh em, mà không bao giờ có chuyện đấy anh em nhé. Âm thanh sản phẩm đây. Đấy, bánh xe bén này. Bên trong như mình nói là bằng đồng anh em nhé, bằng đồng này nó vàng vàng này này. Đôi khi những chiếc Zippo bên trong này nó thường là đen anh em nhé, nó đen nó lem đi, tại vì là người ta sản xuất người ta không chú ý đến bên trong làm gì cả. Chắc chắn cái này được sản xuất cùng năm 97, còn cái chữ cái thì thường lệch nhau mấy tháng rồi, này, chữ L chữ G này là nó đại diện cho tháng thôi, ví dụ cái L là tháng 12 chẳng hạn, đấy, thì nó lệch nhau mấy tháng, còn đa số đến mấy chục phần trăm thì nó sẽ là lệch tháng anh em nhé.
ruột của hàng La Mã thì mình thấy rất là đẹp, nó có cái cổ đá này, cao đều này. Bánh xe thì cắt xéo sâu này. Nói chung là cái ruột La Mã này mình thấy là đẹp nhất trong tất cả các loại ruột Zippo, bao gồm Zippo La Mã, Zippo đời số và đời cổ xưa anh em nhé. Mà sau cái ruột này châm xăng thì anh em lật cái này lên xong anh em châm vào. Còn cái này để thay anh em nhé, thay đá. Nếu như anh em sử dụng cái này thì rất là bền, cực kỳ bền luôn. Tuy nhiên cũng có thể bị gãy cái lưỡi gà bên trong đây anh em nhé. Cái lưỡi gà là cái này gãy, nếu mà gãy cái này thì anh em liên hệ với shop, shop mình sẽ bảo hành miễn phí cho anh em, và đặc biệt là không giới hạn số lần bảo hành anh em nhé, rất là yên tâm. Hiện tại cuối tháng thì cái mẫu này mình cũng sale một chút cho anh em. Đây, cái này có giá là có mã số để mình đánh dấu trên đây trước này, ZL513 anh em nhé, ZL513, cái Zippo năm 1997, 27 năm, chủ đề vodka. Giá thì đợt này cuối tháng sale cho anh em chỉ còn 1.350.000 đồng thôi anh em nhé, 1.350.000 đồng. Thì những cái cây mà Zippo như thế này này, màu trắng anh em nhé, nếu mà có emblem này, chủ đề này thì hiện tại công ty không còn sản xuất nữa rồi. Còn nếu như không có emblem này, màu trắng trơn không, đấy, trắng trơn không, sản xuất năm 2024 thì công ty Zippo đang bán với giá tầm khoảng loanh quanh đâu tầm 700 đến 750 nghìn đồng anh em nhé. Đây, mà cây này cách đây 30 năm, 27 năm rồi anh em nhé, gần 30 năm rồi. Mà giá chỉ có 1.350.000 là một cái giá rất là rẻ cho một cái món đồ gần như là món đồ cổ anh em nhé. Em muốn lấy thì alo cho shop. Vâng, đến cây tiếp theo. Cái Zippo này thì mình thấy có cái hộp rất là độc đáo. Cái hộp này thì nó cũng là bằng nhựa anh em nhé, nó cũng tương tự như cái hộp này này. Đấy. Tuy nhiên cái hộp này mình cảm thấy là nó to hơn một chút này. Cảm giác như thế thôi nhưng mà nó cũng to hơn không đáng kể anh em nhé, một chút xíu thôi. Đây, và nó bầu bầu này, nó cong cong này. Còn cái kia thì nó sẽ thẳng như thế này. Cái này thì vuông anh em nhé, vuông hình chữ nhật. Đây. Cái này vuông hình chữ nhật giống như bao diêm. Còn cái này thì nó bầu bầu cong cong này. Đây. Và màu là màu vàng sữa anh em nhé. Khi mà anh em trưng bày thì anh em có thể lật ngược lại như thế này anh em trưng bày. Đấy. Rất là tuyệt vời luôn. Ok, thì đấy là về cái vỏ anh em nhé. Còn bây giờ mình sẽ giới thiệu về cái ruột sản phẩm. Ruột tức là Zippo bên trong anh em nhé. Bên sản phẩm này thì mình có gắn mã số này. Cái này có mã số là CX đây anh em nhé. Hai bao nhiêu đó thì anh em đọc đúng cho mình. Ví dụ như cái này có mã số là CX294 anh em nhé. CX294. Nó được sản xuất vào năm 1982 anh em nhé, 1982, cách đây 42 năm rồi, 42 năm. Và ký hiệu của năm 82 là nó có 8 gạch huyền anh em nhé. Cái sản phẩm Zippo anh em thấy trên thị trường ấy, nếu mà dân chơi hoặc sưu tầm ấy, thì mình thấy sưu tầm nhiều nhất là chủ đề về tàu chiến anh em nhé. Chủ đề tàu chiến rất là được nhiều anh em yêu thích. Và cái giá của những cái cây Zippo tàu chiến mình, nếu mà mình nhập thì luôn luôn cao hơn những cây khác anh em nhé. Đặc biệt là cái dòng tàu chiến mà trung niên là cực kỳ cao luôn. Có những cây mà 5-7 triệu, thậm chí cả 10 triệu anh em nhé. Cây này mình quay giới thiệu cho anh em thì cũng chủ đề là tàu chiến. Đây, một con tàu chiến. Nếu anh em muốn tìm hiểu về con tàu này thì anh em có thể chụp ảnh màn hình, anh em link Google anh em có chữ này thì nó là ra anh em nhé. Còn mặt sau của nó thì có cái logo của con tàu đấy, DD980 này. Đấy, 980 này. Về cái sản phẩm này thì nó được cấu thành từ các cái bộ phận sau anh em nhé. Thứ nhất là cái ruột này, thứ hai là cái vỏ bên ngoài này, thứ ba là cái emblem, cái màu trắng sữa đây anh em nhé, là emblem. Đấy, thì cái lớp emblem này nó cũng dày tầm khoảng hơn 1 ly gì đấy anh em nhé. Và emblem thì cả trên cả dưới. Đấy, có một cái điều đặc biệt là cái dòng emblem thì âm thanh nó sẽ không thể hay được anh em nhé. Lý do không hay bởi vì là khi mình mở nắp ra này thì cái búa này nó đập vào cái phần nắp, mà cái nắp này gắn emblem thì khi mà có dao động ấy, thì emblem nó hấp thụ cái dao động ấy rồi thì âm thanh nó không thể có nữa anh em nhé. Thì cái này thì anh em sẽ chơi theo cái dạng là chủ đề sưu tầm hoặc sử dụng không thiên về âm thanh anh em nhé. Còn nếu về nói về độ mới của sản phẩm thì cây này cũng còn rất là mới. Nó mới chưa qua lửa anh em nhé, sau hơn 40 năm, 42 năm mà còn chưa qua lửa. Đây. Phần thân và phần nắp kín khít này. Đây, bản lề cực kỳ kín luôn. Mỗi hàn cũng rất là nhỏ anh em nhé.
chắc chắn. Bạn lì 5 chỗ kinh khiếp. Cạnh này thì không có xước sát gì cả anh em nhé. Cạnh này thì cũng không có cắn móc luôn. Không có xước sát, không có cắn móc. Cạnh này cũng thế. Chứng tỏ cây này thì dân chơi sưu tầm trước, chủ của cây này trước thì không không bị làm rơi rớt gì, giữ rất là kín anh em nhé. Mộc đáy cũng thế, cũng không có cắn móc gì cả. Bây giờ mình sẽ cho anh em xem bên trong. Trước tiên là mình test này. Bánh xe rất là cứng, bén. Bên trong thì có màu vàng đồng đấy anh em nhé. Và cái dòng cổ xưa, anh em nhìn cái dòng cổ xưa là cái lá thép trong đây nó sẽ vuông, nó không có xéo hai bên anh em nhé, nó không làm cắt hai bên. Còn hàng La Mã và đời mới thì sẽ có hay làm xéo xéo này. Đây là điểm nhận dạng của nó anh em nhé. Cây này thì nó sẽ làm theo sản xuất theo giai đoạn đấy, và nó sẽ không ghi năm tháng anh em nhé. Cái ruột nó thì còn rất là mới này. Đây mà trước có ruột, sau có ruột này. Còn rất là mới, sau 40 năm, 42 năm. Cái cổ đá của cái dòng bánh xe cổ xưa này nó không đẹp bằng cổ đá của đời La Mã anh em nhé. Nói chung là mỗi cái loại có một ưu và nhược điểm khác nhau. Tuy nhiên chất liệu của cái ruột đời xưa này nó rất là cứng anh em nhé. Nó cứng hơn cái ruột đời La Mã nhiều. Và cứng hơn đời ruột đời mới rất nhiều anh em nhé. Nó rất là cứng. Cứng lắm. Cổ đá thì không cao nên là mình nhìn không thẩm mỹ bằng anh em nhé. Nhưng mà về cái bánh xe này, bánh xe này thì xét về thẩm mỹ thì mình thấy cũng không đẹp bằng của đời La Mã. Nhưng mà về chất lượng thì mình thấy là nó hơn, nó là tốt nhất. Chất lượng của những cái cây cổ xưa là tốt nhất. Nó đánh rất là bén, chắc tay luôn. Đấy, thì lửa bắn ra rất là nhiều. Và đặc biệt là cái thép, cái chất liệu của cái bánh xe này nó cứng, nên là dùng lâu ít bị mòn anh em nhé. Càng chục năm cũng chưa chắc đã mòn. Đấy, còn cái búa này thì mịn mà. Búa này nó giống như búa đời La Mã này. Bên dưới đây thì cái này cũng còn rất là mới. Bông thì còn trắng anh em nhé. Đây, bông đốt này nó hơi lem lem một chút là do test lửa. Thì test bánh xe thì bụi nó bay ra thôi. Nên nó lên nó đen. Không có gì cả anh em nhé. Cây này thì theo mình anh em mua để sưu tầm thì rất là ok luôn. Rất là tuyệt vời, đặc biệt là những anh em làm sưu tầm về chủ đề tàu chín anh em nhé. Cây này thì cũng cuối tháng cũng sale cho anh em muốn lấy thì đọc nhanh cho mình cái mã số nhé, CX294. Giá cây này thì sale cho anh em chơi giá chỉ là 2.750.000 đồng thôi anh em nhé, 2.750.000 đồng. Những cái cây này, chủ đề như thế này trên thị trường là rất là hiếm đâu. Ok, một cái món đồ cổ hơn 40 năm, giá chỉ có hơn 2.750.000 thôi. Anh em muốn lấy cây nào thì nhanh trả alo cho shop nhé. Vâng, anh em xem video cho shop xin một lượt kênh và một like nhé. Xin chào tạm biệt.